Xin chào tất cả các bạn. Hôm bữa trước giờ mình có hướng dẫn cho các bạn về cái kỹ thuật cắt, rồi kỹ thuật may, rồi thiết kế nữa. Nhưng mà chúng ta chưa có một cái bộ sưu tập về tất cả những cái mẫu quần áo trên thị trường hiện nay vào trong năm 2000. Cho nên là bắt đầu từ hôm nay thì Tysu sẽ có một ngày trong tuần mình sẽ tập hợp những cái mẫu may mà được các bạn mến mộ để mà làm một cái chuỗi video clip chia sẻ lại cho các bạn. Thì nếu các bạn có muốn tìm hiểu tham khảo những cái mẫu may thịnh hành hiện nay thì các bạn sẽ có được một cái album để chúng ta dễ tìm hiểu được cái mẫu hơn. Thì bây giờ xin mời cả nhà mình sẽ đi vào cùng với Tysu mình xem các mẫu mới hiện nay nhất nha.